nở nụ cười sắc xuân. Dáng người dòng cao, khuôn mặt phúc hậu, nét cười tươi tắn và hóm hình, nhất là chất giọng trầm vang. Nghệ nhân Trần Mạnh Hùng ở thôn Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, chưa có vẻ gì là ở cái tuổi 62. Xuân về, gió nhẹ đưa hương, đường về nhớ lại đất Mường ngày xưa mười thương, đổi lấy một chợ. Gặp gỡ nghệ nhân Trần Mạnh Hùng trong ngày đầu xuân, say sưa nghe ông hát bài Xuân Quê Hương, bài hát do ông tự sáng tác, lắng đọng, sâu sắc, bao hàm nhiều ý nghĩa trong chất giọng còn vang đầy cảm xúc. Chúng tôi khen ông trẻ lâu, ông cười. Tôi thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, các cụ là hát văn. Thế nhưng mà quá trình ông, thời bố tôi thì để bị mai một, cũng do là chiến tranh loạn lạc, để bị mai một. Sau khi chỉ nghe được các cụ nói lại và kể lại những cái tích của các cụ ngày xưa là hát chầu văn, là ông cụ cũng rất là đam mê, và tôi được cụ mở cái đài cho tôi nghe những cái bài hát chầu văn từ bé, thì nó cũng ngấm vào lòng và ngấm vào trong trí tuệ, trong đầu óc tôi những cái làn điệu hát văn từ nhỏ. Tiếng hát văn của nghệ nhân Trần Mạnh Hùng nhiều năm qua đã gắn liền với dịp lễ hội, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc và dịp đầu xuân, với cây đa, giếng nước, sân đình trong đời sống tinh thần của người dân thôn Vôi. Ông vừa là nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn và cũng là khán giả đam mê hát văn. Ông kể rằng: sau khi tôi học phổ thông cấp 1 thì lớp 1, lớp 2 là tôi đã đam mê, tôi thích lắm. Thì tôi có ông anh trai, ông ấy chỉ cho một số các cái dụng cụ, ví dụ như đàn bầu, sáo, như tôi chơi được đàn bầu. Lúc ấy 7-8 tuổi là tôi đã chơi được cái đàn bầu, là cái bản là Vì Miền Nam, của người chiến sĩ Vì Miền Nam. Xong rồi đánh, đầu tiên là học thì chỉ đánh con cò với lả với la thôi. Những năm 1985, gia đình khó khăn, ông phải bươn trải lo cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên niềm đam mê hát văn vẫn căng tràn trong ông. Ngày đi làm cũng hát, tối tối ông lại tự học đàn, học trống. Tiếng trống, phách, nhị, đàn tam, đàn tứ, tiếng ngân văn râm ran khắp xóm. Nhiều thanh niên, cụ ông, cụ bà trong làng nghe tiếng hát lôi cuốn đã tìm đến. Thoạt đầu họ nghe, rồi họ xin học theo. Ông cho rằng đó là cơ duyên. Nhưng đây nó là cái duyên, cái nghiệp đến với tôi là năm 92. Thì tôi đi các lễ hội, ví dụ chùa Hương, rồi đi các lễ hội ở các đình đền, ở các nơi, ví dụ Phủ Dày. Tôi nghe thấy người ta hát văn thì tôi đam mê lắm. Tôi cảm thấy rằng là cái lúc ấy là cái máu hát văn nó lại ngấm vào trong đầu tôi, không biết thế nào mà nhanh thế. Tôi về tôi học, tự học có 3 tháng thôi. Sau khi tôi học xong 3 tháng tôi biết cầm đàn, biết hát tạm tạm được rồi, thì tôi lại gặp cái cơ duyên là năm ấy là Bộ Văn hóa công nhận cái di tích danh thắng Động Tiên. Không được học thanh nhạc, nhưng chỉ bằng cách học qua băng đĩa mà ông Hùng đã chơi được đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, sáo. Ông cũng biết từng nhịp cảnh đôi, phách, trống và còn sáng tác các bài hát văn lời mới nữa. Tham gia nhiều hội diễn văn nghệ từ huyện, tỉnh, khu vực đến toàn quốc. Không kỳ nào ông Hùng không lĩnh được huy chương. Và năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, nghệ thuật trình diễn dân gian. Nhưng trò chuyện với người nghệ nhân Trần Mạnh Hùng, chúng tôi cũng cảm thấy dường như trong sâu thẳm, ông buồn và tiếc vì dường như những lối hát văn đang bị thế hệ trẻ lãng quên. Buồn vì những năm gần đây, lớp trẻ thưa vắng hát những lối hát dân gian truyền thống này. Nhưng là một nghệ nhân đã gắn bó lâu đời với tiếng trống, phách, lối hát văn, ông đã trực tiếp truyền lửa cho thế hệ trẻ. Các cụ còn nói rồi, chết cũng chẳng mang đi được. Thì bây giờ mình sống là mình cứ truyền thụ cho thế hệ sau để nó không bị mất đi, nó không bị mai một đi. Son son trang trang đi. Đây nhá, ông có bắt đầu gõ nhịp thì con đánh nhá.
nhiều thế hệ học trò của thầy Hùng đã có thể làm nghề và nổi tiếng ở nhiều địa phương. Em Bùi Thanh Liêm chia sẻ. Được thầy truyền đạt lại cho những kiến thức về hát chầu văn, bản thân em rất là vui, rất là vinh dự khi là thế hệ trẻ được tiếp tục học để tiếp nối truyền thống của cha ông trong nghệ thuật tín ngưỡng về chầu văn. Thì em sẽ luôn cố gắng để gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc cũng như là bộ môn chầu văn để ngày càng phát triển hơn nữa. Nghệ nhân ưu tú Trần Mạnh Hùng vẫn luôn hy vọng và tin tưởng vào thế hệ trẻ trong làng. Ông tin hát văn là bản sắc văn hóa truyền thống gắn liền với cuộc sống bình dị của người dân như môn nghệ thuật chèo, hát sẩm. Hát văn sẽ không mai một theo thời gian. Hát chầu văn là một loại hình nghệ thuật độc đáo trong kho tàng văn học dân gian. Nó gắn liền với tiến trình của lịch sử và các truyền thuyết lễ hội. Chính vì thế cho nên là tôi muốn giữ lại để cho nó được lâu dài và mãi mãi không bao giờ bị mất đi. Và tôi đam mê cho đến khi là đêm tôi đi ngủ mà tôi tỉnh giấc dậy mà tôi cũng lại phải ngồi dậy tôi ôn lại những bài mà có thể tôi chưa thuộc hết thì tôi vẫn phải tỉnh giấc tôi vẫn phải ôn lại. Chứ không, tôi không bao giờ bỏ. Cho đến bây giờ tôi vẫn đang học. Ai ơi có biết đến hòa bình, có hòa bình mới có tình thương nhiều. Chia tay người nghệ nhân ưu tú Trần Mạnh Hùng vẫn say mê với những làn điệu dân ca truyền thống. Chúng tôi hiểu rằng gìn giữ, bảo tồn và phát triển những nét hấp dẫn của ca từ trong hát văn, nó vừa hấp dẫn vừa mang đậm bản sắc ngôn ngữ của văn học dân gian, là gìn giữ vốn văn hóa cổ truyền của dân tộc để những câu hát văn thiết tha mặn nồng lại được phục hồi và phát triển trong cuộc sống hôm nay. Toàn dân đoàn kết một lòng chung tay xây dựng quê hương đẹp giàu đảng ta bắt những nhịp